Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bồ Đào. Mình là Nguyễn Tào Lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Bồ Đào. Đây là set đấu thứ hai của trận 3-4. Đi trước mà đồng kết đó là Tam Phong Tân Hiệp. Tiên đèn Đức Tự Thiện Lâm Mừng Hoài Hận. Còn bên kia là tem trung tâm giải đất Củ Chi là Quy Nhóc trường cho bơm Thạch Đen đang bơm và tại xung 2-0. Ba không. Các bạn thấy tiếng đen tội nghiệp không? Lăn lê bò lết quá ghê. Xấu quá. Pha phong bóng tốt của tiếng đen. Một ba. Đập bóng tốt, điểm bóng trái xanh 4-1. 1-3 kết thúc tốt của Nhóc. 4-1. Hai bốn. Và kết thúc tốt của Hoài Hận. 2-4. Ba bốn. Thôi tiếng đen vô chị đi cho Lương nó đánh đi con ơi. 3-4. Và kết thúc tốt đường y của Quý. 5-4. Năm đều cho Phong Thiện. Đây là trận tranh 3-4 giải 3 đường 5 triệu nha các bạn. Đánh bóng ngoài của ông vua Hội Làng. Các bạn thấy ông vua Hội Làng như thế nào? 6-5. Và tự sát tại đám lát của vua Hội Làng. 6-5. Nỗ lực của bóng tốt của Hội Làng. Bảy năm. Bây giờ vô được không? Người ta nhiêu tiền? Sao? Cái tiền của mình thường còn cho là anh vẫn cho. Cho riêng nhiêu? Tôi bị tăng xuống. Không có cho anh, cho trong này. Tôi bị tăng xuống. Biết mặt đồng hay sao? Bữa tối nay vô được có dẫn ta đi chơi không vậy? Đó anh đang nè, 4-5 giờ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
các bạn thấy pha bóng vừa rồi hy hữu không? Và một pha chắn bóng quá tuyệt vời của nhóc. Tám sáu. Điểm bóng trái sân 7-8. Điểm rút ngắn 7-8. Đỏ đầu 2 cây 7-8. Đỏ đầu 2 cây các bạn ơi, có một cộng nhìn quá khích. Không, mốt em có làm hình nền gì vậy? Kêu vợ Vũ làm nha. Đánh bóng tốt không nè. Chính đại chứng quà lắm nè. Bài chặt nó hoài em đang. Chính đại chứng quà luôn á. Còn cái hình nền gì khoa học mà đúng là mặt đẹp lắm. Chính bại. Gà lén bóng hả? Họ đưa cái hình lên, hình của anh lên cái đó. Ui, hoàng mai là gì đó. Một pha lỗi kỹ thuật của Lương chị hai. Tám trên. Xin tám chín. Mấy anh em đi tù rồi, đi du lịch là biết rồi. Lò bông nè, đồ má chơi đâu mình đi tù. Thấy anh vậy mà. Bóng tốt của Hoài Ân. Điểm 18. Làm mười bóng bóng anh đẹp chị tép. 11-8. Anh luôn hả? Du học hay sao? Mười một tám, đây là trận tranh 3-4. Hạng 3 được 5 triệu nha các bạn. Nhì 15, nhất 30. Họ Vũ à, Hưng. Lấy cái đồ đưa cho vợ của Vũ qua xin ăn 2-3 trái rồi chắc kêu vô. Bạn mà nhìn vô là dễ mua lắm. Đẹp lắm. Đồ quá giỏi vậy, người ta giết luôn. Để quảng cáo thằng má đang làm cái motor. Đẹp quá hả? Đẹp kêu đó ngay 2-3 trái đó. Để cho anh Sang sống. Đúng. Má. Để chết đổi rồi cái đầu. Cái giết cái để đổi. Đúng quá. 11 tắp. 11-8. Mười hai tám. Bị bóng cho Medun. 12-8. 12-8 cho Tem Phong Hiệp. Mày có nhảy nào? 12-8 giùm tao cái gì không? Nó nhảy nữa nha. 15 phút mấy đó. Không, nếu mà nhảy này mà có con Vũ, vợ Vũ nó chụp hình nó đưa lên cái photo đẹp lắm. Ta nãy giờ ta hết cười mà cứ ngồi nói hoài cái vấn đề nó kỳ ta. Ô em trước. Quá hay cho đất tự thiện. 13-8. 13-8. Bây giờ chuẩn bị đội vào cuối tháng 7 là anh chạy nữa nhà. Mới nói 20 giờ. Nào bây giờ có đầu tư gọi lên. Bà chỉ lấy tốt của ông vua Hồi Làng. Mười bốn tám. 9-13. Mười bốn trên. Mười bốn. Đẹp 10-14.
chưa có sản phẩm mini luôn. Bữa làm giảm lỗ mà. Kết thúc chương trình đại truyền hình đây là hết. Xem bán tám, xem bán tám. Chừng nào? Thì các bạn xem tiếp set thứ 3 của cặp đấu này nha. Trận tranh ba tờ.